rất nhiều sự tự tin và bàn thắng là một cái đó là cái đó vào vị trí của lớn tám có cao đã phạt dành cho đại con một pha chơi bóng vào vị trí của chúng ta và lại đánh những cái điểm người anh nhân sự và ở dành cho FC Sông Cầu chà rơi dưới trời quá khéo luôn từ qua được chú lễ trường trời chú xa không bao đó là một pha xử lý đầy ngầu hứng và bất ngờ đến từ Thi Freestyle. Tôi là Thi Freestyle. Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của TI Soccer. Hôm nay mình có mặt tại sân D7 Sport Park có trận banh với lại mấy anh em FC Sông Cầu. Sông Cầu là một huyện ở tỉnh Phú Yên, quê vợ mình thì ở thành phố Tuy Hòa, nhưng mà cũng chơi với mấy anh em Sông Cầu cũng lâu rồi. Mấy anh em đang thay đồ ngoài kia, mấy anh em áo hồng. Rồi, thôi giờ thì thay đồ cái nha. À sẵn anh em nào quan tâm đến áo tập luyện TF, quần tập luyện và vớ thể thao giống như mình, link trong phần mô tả nha. Giờ thì thay đồ thôi. Đây là giày mình mà hay mang đi tới đi lui, gọi là giày di chuyển. Đá thì bữa giờ hay xài đôi này. Lâu lâu làm trận banh tuốt ở quận 7. À quên, FC Sông Cầu này mình đá cũng chục trận rồi đó. Quay cũng khá nhiều clip với đội này nhưng mà chưa có đăng. Anh em từ từ coi tiếp các clip của Sông Cầu nha. Rồi, ok, đội trưởng Sông Cầu. Đội trưởng Nguyễn Phương Ly, sinh năm 1991, vị trí sở trường là trung vệ. Này chụp rồi đó. Đây là Hoàng Nguyễn, tình hình là thủ môn chính của đội chưa đến nên bạn này sẽ bắt tạm khúc đầu. Yo. Việt Minamino, sinh năm 1991, cầu này có sở trường là chuyên mang đến tiếng cười cho cả đội. Hơn chơi. Lê Trương, sinh năm 1986, anh cả của đội và cũng là tiền đạo chủ lực của Sông Cầu FC. Okay. Trọng Nghĩa, sinh năm 2K2, sở trường đá cánh, sinh viên trường Hutech. Chú tên gì ta? Dũng hả? Dũng. Dạ, Dũng. Chú này là Nguyễn Tấn Dũng. Anh em nghe tên có hết hôn chưa? Năm nay 64 tuổi, chú này là người Sài Gòn nhưng chơi với anh em Sông Cầu FC lâu rồi. Dũng, dạ. Chú Dũng bao nhiêu tuổi rồi? 64 tuổi. Dạ, Dũng còn đá banh được. Quá dữ. Ok. Trương Trần Phước Chí, sinh năm 1997, ông chủ của Yến Sào Kim Khánh. Dạ. Tên gì ta? Dạ, em tên Tường anh. Tường hả? Huy Tường, 1999, tiền vệ trụ, photographer mạng anh cưới. Bên kia là đối thủ của chúng ta. Những em màu xanh da trời. ADECO. Đối thủ là công ty ADECO, nơi mà anh Lê Trương đang làm giám đốc sáng tạo. Đeo camera đã thôi. Chuyên nghiệp quá, chuyên nghiệp quá. Đã chưa. Chào sân có nhạc, như là đi đá giải vậy. Trời ơi, mới vô anh Trường dí dữ ha. À mà bên khu quận 7 người ta toàn đá 7 đá một chụp không à nha anh em. Không biết sao nó vậy nữa. Đi mấy sân ở quận 7 đều như vậy. Anh em nào biết thả cho mình cái comment nha. Về cái bóng ADK lúc này họ sẽ có trang số 18, đó là tổng vượt không số dích chế banh, thoát racing nhẹ nhàng. Số 15 Trường Dương, vị trí của trang số 5 Chí Quang Khanh. Như vậy thì đó sẽ là những cái tên và những số đăng ký dành cho đội bóng vô tình có 30k. Đó là FC Sông Cầu ở trong hiệp 1 trận đấu này. Đến công việc lúc này Sông Cầu họ không có nhiều. Ca này những chế banh vô giữa là không an toàn, nhận ra biên cho chắc. Thông tin đến từ đội bóng ADK. Quan sát sau lưng thấy đối thủ đang áp sát. Được quả ném biên, thật hờ. Xích tí thì thua, may mà mình cảnh giác. Vẫn còn dành cho FC Sông Cầu. Những pha phạt 1-2 khá thường tình, tuy nhiên chắc chắn phải cẩn thận trọng. Khi mà vào sân nhà sẽ không có nhiều sự hỗ trợ. Còn dành cho ADK rất chậm chạy. Pha này mà đội bạn không chuyền, suốt luôn là tiêu á, may thiệt. Đoạn này mới quay hết pin nên xài suột của livestream nè. Tùng Ngọc Không. Bóng vẫn còn trong chân của Tùng Ngọc Không và càng ngày rất khó chịu. Đó vô tình là một tình huống đốt lưới nhà đến từ vị trí của Hoàng Tốp.
Dã man, vừa khen ông thủ môn tạm xong là báo luôn. Sao lúc nào mình khen ai là người đó báo liền vậy ta? Sau tình huống đó thì Nguyễn Thanh Lợi, sinh năm 1999, thủ môn số 1 của Sông Cầu FC đã vào bắt rồi nha anh em. Thì đường thi đấu chơi sân nhà lúc này đã có đang giúp chờ đội bóng Bảo Sơn có rất nhiều sự tự tin. Và bàn thắng là một cầu số 18 này nguy hiểm lắm nên phải chăm sóc kỹ. Quá luôn treo, lấy luôn Nghĩa. Gót được Nghĩa. Đăng luôn. Đội bóng Hồng đang nỗ lực để tiếp cận phần sân của đây là coi dành cho FC Sông Cầu. Kết thúc không được. Đó là pha ra chân rất căng đến từ chân số 17. Khá nguy hiểm và như vậy thì số đã là 2-0. 2-0 dành cho ADK. Hay da, cú sút dập ghê, vô tình thành đường phản công cho đội bạn luôn. Và cầu số 18 đó mà có cơ hội là lụm liền, thua liền hai trái nhanh quá. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Ở đường vòng đợt tiếp theo. Vẫn còn đang lưu, khá nguy hiểm. Hấp luôn. Ngồi sân qua đây không? Một cú sút từ ngoài vòng cấm đến từ vị trí của đang lưu. Hãy. Vẫn còn dành cho FC Sông Cầu. Đối mặt rất chính xác và tỷ số rút ngắn xuống còn 1-2. Tốt Nghĩa. Đó là bàn thắng được ghi do cầu thủ Trọng Nghĩa, cầu thủ số 12. Trước việc ngờ khung thành trống thì chắc chắn Trọng Nghĩa sẽ không bỏ lỡ. Một pha phối hợp tốt của anh em Sông Cầu FC. Lối chơi ban vật nhỏ luôn là lối đá bấy lâu nay của cả đội. Bàn thắng của Trọng Nghĩa là một cú đặt lòng hết sức gọn gàng vào khung thành. Kim luôn lấy 30k từ đội bạn. Anh em thấy hay thì thả cho mình một like và đăng ký kênh nha. Chắc chắn bàn thắng sẽ giúp cho đội bóng Hồng lúc này sẽ chơi với sự tự tin hơn. Lê Nguyễn. Đây là Trọng Nghĩa. Trọng Nghĩa đối mặt với chị F1. Dạo chở với chị F1 và Thành Phúc là những vị trí đảm nhận ở vai sau lưng. Bảy bảy. Tiếp bảy, tiếp bảy. Đăng luôn. Giữ đường Lê. Lê Nguyễn. Và cho cái sức hay Minamino. Trời ơi Việt ơi. Đó đó anh em thấy chưa? Việc Minamino lại mang đến tiếng cười cho anh em cả đội rồi đấy. Sông Cầu. Không. Ấy. Wow, không nghĩ là Tôn Ngộ Không truyền được đường banh như vậy luôn. Suýt tí là mình báo rồi nha anh em. Minamino. Đi giữa, sao? Phú Sa, khá nguy hiểm. Đó là một cú sút đi thẳng vào vị trí của đội 88 tại D7 số 41. Chưa phải, treo luôn. Sơ cà. Đó là cú bóng bắn vào vị trí của đội 88 vẫn cao. Rồi đây Xích tí thì qua vạch vôi, may quá mày. Đây đây, chết va lại tí nè. Và sẽ là một quả đá phạt dành cho đây con. Một pha chơi bóng đứng vào vị trí của trung tâm và là 88, một siêu phẩm được tạo ra. Sao vậy? Và như vậy thì số là 3 bùng dành cho đây con. Lỗi vị trí của lợi 88, pha hồi nãy mình còn cứu được, pha này thì bỏ tay rồi. Lê Nguyễn. Vẫn còn dành cho FC Sông Cầu. Đó là pha chơi bóng đến từ vị trí của thì chắc chắn sau khi cầu thủ này vào sân cũng sẽ đem lại rất nhiều những lối chơi đa dạng dành cho đội bóng Sông Cầu ở trong những thi đấu sắp tới. Ở trong một thời điểm mà đội bóng Sông Cầu họ đang rất cần bàn thắng này và có đội tuyển sai số vào khu vực giữa sân. Đăng lưu. Hey, lâu. Và vào cánh dành cho cầu thủ máu số 21, vị trí của nè. Ở trong điểm trước đó, người Sông Cầu cũng đã có liên tiếp với những sự điều chỉnh người. Hey. Dành cho FC Sông Cầu 3 thắng. Tốt vậy. Tiếp theo dành cho FC Sông Cầu. Và tỷ số đáng là xuống còn đó là 2-3. Vừa mừng cho bàn thắng đó là chỉ Mackay. Wow, một pha bóng hiếm hoi mà những đường chọt khe xuyên qua được một rừng người áo xanh. Bàn thắng là thành quả xứng đáng cho mọi nỗ lực của cầu thủ áo hồng.
Anh em thấy hay thì like và đăng ký kênh nha. Lê Nguyễn. Chưa giữa, chưa giữa. Khá một điểm đó là cú sút bóng ở cửa ly gần. Tông ngộ không? Vẫn còn cho tông ngộ không? Hây da, nãy giờ phải bỏ vị trí xuống để qua chăm sóc ông cầu này phụ cho Lê Nguyễn. Một thủ lùi về khá sâu để cá bóng đến từ Thiên Phi Style. Ra nghỉ siêu. Tỷ số đang là 3-2 nghiêng về đội bạn. Bữa giờ đá nhiều quá anh hai cũng hơi mệt. Cơ bắp nó cũng mỏi, sút cũng không nổi. Chạy thì cũng lên trong về thở. Trời. Nghỉ siêu vô lại hả? Không. Thì số 4 còn đó là một đá phạt góc dành cho FC Sông Cầu. Đây là chim. Có là chim hả? Uống suối không lạnh, đang bị viêm họng. À ha, giờ thì chú Dũng đã vào sân thi đấu rồi nha anh em. Mặc áo số 69 nha. Còn giờ cho Sông Cầu. Tiếp tục là pha căng ngang, không vào. Một pha bỏ lỡ rồi, quá đáng tiếc. Chú Dũng cũng lớn tuổi rồi, mà chạy cũng dữ quá ta. Xem kỹ năng dẫn bóng kìa, quá xịn. Bóng tiếp tục trở lại dành cho Tấn Dũng. Lê Nguyễn Đăng Lưu. Hầu hết thì những phút vừa qua đội bóng áo xanh vẫn đang phải chống chịu rất nhiều. Wow, tạt chế banh hay quá trời luôn, nhưng đồng đội không tận dụng được. Tấn Dũng. Anh em nhìn chú Dũng nha, tóc bạc phơ vậy đó. Nhưng thi đấu rất là máu lửa và nhiệt huyết luôn, không kém gì các bạn trẻ 2K trên sân. Như vậy thì sẽ bắt cài và đạt được một sự ưu ái nhất định ở trên hàng công của FC Sông Cầu, khi hầu hết bóng sẽ tìm đến ở vị trí của anh. Quả dành cho HDK Hưng Vy Ba. Hưng Vy Ba không bao. Quá đáng tiếc của Hưng Vy Ba. Liên tiếp là những cơ hội tốt được tạo ra dành cho đội bóng ADK. Nhưng họ tiếc rằng Hưng Vy Ba vẫn chưa thể chiến thắng được lợi 88. Nacha. Và Nacha. Và chạy trắng kịp thời đến từ Liên Nguyễn và không khó cho lợi 88. Đăng Lưu. Và thả bóng khá hay dành cho cầu thủ áo số 2. Không được. Liên tiếp là những đường chuyền sai số ở tuyến trên. Nhìn chung vậy Liên Nguyễn liên tục sửa sai cho các đồng đội. Và khi mà đội bạn đá mãi không vào, thì đây đúng là cơ hội để cầu thủ áo hồng có bàn gỡ hòa. Khá hay! Và đó là một bàn thắng rất đẹp mắt đến từ Đăng Lưu. Tỷ số được cân bằng 3 đều rồi dành cho FC Sông Cầu. Bóng đã trở lại trong tầm kiểm soát của ADK. Không có không. Và sợi cầm bà không thành công của Liên Nguyễn nhưng vẫn còn cho Sông Cầu. Trọng Nghĩa. Tấn Dũng, đánh đầu, không được. Thầy Phong là người đầu tiên vào sân. Và trận đấu sẽ tiếp tục, thời gian không còn nhiều. Khá nguy hiểm, không vào. Xem chút nữa đã có một siêu phẩm đẹp mắt cho Tấn Dũng. Cú đá quá tuyệt vời của chú Dũng, nhưng bị cản phá ngay trên vạch vôi. Tiếc quá tiếc nè em ơi. Vẫn là đề con. Tôi có không? Vẫn là Tùng Ngộ Không, sức khỏe Tùng Ngộ Không. Tuy nhiên pha đối mặt với lời 88 thì góc số đó không còn tốt nữa cho Tùng Ngộ Không. Đang luôn. Bóng đang ở trong tầm kiểm soát qua đây cơ. Đường chuyển lên Vương Tuyến cho chế 1. Và như vậy thì đó cũng là ra đường chuyển cuối cùng để khép lại hiệp 1 trận đấu và giờ của sân 7 với Sông Cầu. Giờ giữa hiệp, tranh thủ coi chú Dũng khống chế bước 1 nè. Wow. Quá ghê. Cao lên. Quá gọn gàng. Xích chúng máy quay. Chà, rơi dưới trời. Quá khéo luôn. Tự quanh được chú. Tự quanh. Ừ.
quá ghê. Like và đăng ký kênh cho chú Dũng nha. Hiệp 2. Thì một vừa khép lại với tỷ số cơ bản 3-3 và các bạn hãy cùng chờ xem diễn biến hiệp 2 sắp đến. Khá nguy hiểm. Đó là còi đầu tiên được tạo ra dành cho Sông Cầu. Liên Nguyễn đang rất kỹ với Tôn Ngọc Không. Mời mời Tôn Ngọc Không. Tôn Ngọc Không đỡ mặt này. Còn dành cho ADK vẫn là Thanh Danh. Thanh Danh chủ trách. Lần này thì cú sút không có gì khó của Thanh Danh. Lợi 88 vẫn đang gặp một chút sự khó khăn nhất định. Lên em. Nè. Kẹp vô. Dạ, chưa. Vẫn chưa phá ra một pha phối chơi bóng chung. 3-1 dành cho ADK, không có không. Rất nhiều sự lựa chọn 3 ADK, tiến nhỏ. Và như vậy tỷ số là 5-3. 5-3 với ADK. Hiệp 1 của bị gác hai trái và gỡ được mà, cố gắng lên. Sông Cầu Hồng sẽ cố gắng trong việc tìm kiếm thêm hai bàn thắng nữa. Treo. Và xử lý của Lê Trương thì phi sai. Đang luôn thì phi sai. Bên phải kìa. Lâu. Hướng ra luôn. Lê Trương liên tiếp là những pha chuyền bóng hỏng. Keeper lấy đặt hàng phòng ngự của mình ở trong mức báo động khi liên tục chuyền sai như vậy. Đăng luôn. Họ đang nỗ lực trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng thứ tư. Và một số bóng là Lê Trương. Trời. Gây vậy siêu. Bàn thắng sút ngắn tỷ số siêu. Chân sút chủ lực của đội cũng đã lên tiếng. Nguyên một đội Sông Cầu FC, chỉ có mình ảnh chịu sút thôi đó. Anh em thấy hay thì like đăng ký kênh nha. Một lần nữa thì khoảng cách giữa ADK và Sông Cầu đang trở lại thành một bàn. Sẽ không phải là con số quá xa. Lưu. Đang lưu. Ai. Đó có lỗi đến từ ADK. Ok. Sút luôn. Và đó phải vô cùng chất lượng và bắt buộc Lê Lợi phải thổ tài. Lê Trương. Ba. Đi. Thành công. Đó tiếp tục là một pha đá chặn vô cùng tốt của Xuân Anh. Đăng lưu. Hay lắm. Cơ dành cho FC Sông Cầu. Một vừa kết thúc cuối cùng đó là mạnh gắt. Đăng lưu và những gói sắc hay. Tuy nhiên đường truyền nó chưa mấy cảm giác đến từ Lê Nguyễn. Và có khá nhiều những sức ép được tạo ra cho Sông Cầu nhưng họ vẫn chưa thể tìm. Lúc này thì mình phải tháo camera ra, không quay BV nữa để tập trung gỡ nè. Và ngay sau đó là một cơ hội rất rõ ràng. Đó là một pha xử lý đầy ngầu hứng và bất ngờ đến từ Thiên Freestyle. Không hợp không, áp sát với Thiên Freestyle. Quá hay coi dành cho đội bóng ADK. Nacha vẫn chưa thể tiếp cận được phần sân của Lợi 88. Mất bóng rồi. Đăng lưu. Và y như hiệp 1 thôi, đoạn không tận dụng được cơ hội thì phải trả giá thôi nè. Đội chuyển về tuyến 2. Đăng lưu. Lê Trương coi dành cho FC Sông Cầu, bàn thắng thứ 5. Bàn thắng cơ bản tỷ số 5 đều dành cho FC Sông Cầu. Chiếc ép đến từ Mạnh Cắt và Lê Trương cũng như Đăng Lưu. Một đội chuyển hay thả bóng về đáy biên của Đăng Lưu cho Đăng Lưu.
may mắn đã có sải chân dài của Xuân Anh để kịp thời cắt bóng. Phong bỏ không. Vẫn là phong bỏ không. Bóng đã trúng vào chân của Thi Phi Sai. Pha vừa rồi mà xuyên qua được đến cái cột 2 thì tiêu luôn. May quá xá may. Những đường chuyền dài quen thuộc đến từ thầy Phúc. Một pha chạy bóng mà xông thẳng vào trung lộ và nó hướng đến vị trí của Na Tra. Thầy Phong cơ hội dành cho Na Tra. Na Tra vẫn chưa vượt qua được vị trí của Thi Phi Sai. Và như vậy sẽ không có pha gốc mà chỉ là một tình huống phát bóng lên dành cho Lợi 88. Như vậy đến vậy thì Chí Mắc Gai sẽ được tung vào sân. Chí Mắc Gai, anh vào sân ở trong một thời điểm rất nhạy cảm. Chí Mắc Gai vừa vào sân, Chí Mắc Gai đã có được một đường chuyền bóng lên rất thuận lợi. Đánh đầu và chạm bóng của Đà Trang. Đường chuyền hơi non mất rồi, phản công dành cho Đê Cơ. Đã có một chút sự bảo vàng ở trong quyết định kết thúc của thầy Phúc. Thì Phi Thầy Lê Trường, thầy Phong đã phá bóng lên khá nhanh. Vincent Đoàn. Nãy giờ lên công về thủ đuối luôn. Thay người nè. Trời đất ơi, phải gỡ camera ra mới đá được. Chậm quá. Lò bấm quay lò ứng tắt. Sao gỡ camera ra đá mới ổn được. Thì bác gái xét sự tên để chăm sóc với ADG. Năm đều. Thầy Phúc đường truyền thứ tư cho Na Tra. Cờ dành cho ADG. Không bao. Một pha đệm bóng của Tùng ở không, nó lại không vượt qua được cái chân dài của Lợi 88. Quá đáng tiếc và đề cờ Xuân Anh. Lê Trường cũng đang phá lưu về khá sâu. Tùng ở không. Vẫn là Tùng ở không. Không có thêm bàn thắng dành cho Tùng ở không. Lê Trường cũng đã sức căng của Lê Trường. Bóng đã chạm vào lưng của Đại Trà. Đó là một cú đá khá đầu hướng thẳng vào lưng của Na Tra. Mạnh gắt. Vào chuyền bóng đến từ Huy Tường. Không khó với Lê Lợi. Lê Nguyễn. Huy Tường. Liên tục là những pha mở cánh dành cho Trào xoay mốt. Mất bóng rồi, khá nguy hiểm. Phản công dành cho đội bóng Madeco. Na Tra. Phải xả tốt từ thủ thành Lợi 88 đã giúp cho Sông Cầu giữ vững được mảnh lưới trong những phút cuối trận. Và bên cạnh đó cũng không thể thiếu sự góp mặt của thần may mắn. Khá nguy hiểm của số bóng vừa chạm vào sàn ngang. Liên tiếp là những pha kết thúc bóng đi rất căng đến từ Adeco. Họ đang chơi một cách an toàn và thận trọng đối với Adeco. Mạnh gắt. Trọng nghĩa chỉ bắt gây. Chú Bắc Cài phải đó bật với hai chéo sân để lớn Vi Ba. Đường chuyền quá mạnh bằng Vi Ba. Vẫn là chị em một. Xu xa. Vẫn còn hai cú đá liên tiếp đến từ ADK. Và đó cũng là trận đấu cuối cùng để khép lại trận đấu giữa ADK và Sông Cầu. Mệt quá hả? Mệt quá. Các bạn thời kết của Lan Media cũng xin kết thúc với từ thời tiết ngày hôm nay và sẽ gặp lại trận đấu ngay sau. Thì chúng tôi okay. Các bạn thì xin hẹn gặp lại các bạn ở trong trận đấu tiếp theo. Ok. Rồi. Cảm ơn thầy ơi. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn Tôn Ngọc Không. À, 94 đường 7, 9 ra nhà của anh. Ok. Okay. Đã xong rồi. Trận đấu kết quả là 5 đều. Một trận đấu rất hấp dẫn. Tỷ số quá đẹp cho cả hai bên. Rồi, thay đồ nha anh em. Áo di chuyển, quần di chuyển, giày vỡ. Thấy không? Đá là mặc đồ khác, còn di chuyển đồ khác. Ai quan tâm đồ di chuyển thì lên trong phần mô tả nha. Như lẽ anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian tới. Mình là Phạm Thiên, chào gặp lại. Bye bye.